Xin chào quý chị. Thời gian gần đây thì tuy thị trường bất động sản đang trong cái giai đoạn trầm lắng nhưng mà vẫn có một số những cái dự án thu hút được cái sự quan tâm của không ít quý anh chị khách hàng. Trong số đó thì có cái dự án là khu đô thị Bắc Cầu Hàn, Hải Dương. Dù là dự án này cũng chưa được chính thức mở bán. Vậy thì trong cái nội dung video ngày hôm nay thì tôi sẽ cập nhật đến quý anh chị về tiến độ và một số những thông tin mới nhất của dự án. Từ những cái hình ảnh tôi có ghi lại thực tế hiện trạng của dự án vào tháng 6 năm 2023 vừa qua thì cho thấy là dự án đã gần hoàn thành thi công hạ tầng khu đất đợt 1, có diện tích là 44,1 ha và đang tiếp tục thi công hạ tầng kỹ thuật một phạm vi khu đất được giao đợt 2, phần diện tích còn lại tương đương với 41 ha. Về tiến độ pháp lý của dự án này thì theo thông tin cá nhân tôi thu thập được thì hiện dự án đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 và đang chuẩn bị các cái hồ sơ để quản lý chất lượng để chuẩn bị công tác chờ nghiệm thu hạ tầng. Qua đó thì đủ điều kiện bán hàng dự kiến ở trong quý 3 của năm nay. Đối với khoảng 350 căn biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở liền kề kết hợp thương mại thì sẽ được chủ tư xây thô hoàn thiện mặt ngoài trên một số những cái tuyến đường trục chính của dự án. Thì thuộc khu đất được giao đợt 1 thì hiện đang đến cái giai đoạn chờ phê duyệt thiết kế và xin cấp phép thi công. Dự kiến thì có thể khởi công được vào tháng 7 tới đây. Những hình ảnh hiện trạng và một số thông tin mới quan trọng về dự án giai đoạn 1 khu thị Bắc Cầu Hàn, Hải Dương thì tôi sẽ tiếp tục dành thời gian để cập nhật tiến độ mới nhất về dự án này đến quý chị quan tâm. Chi tiết về thông tin của dự án thì quý chị có thể vui lòng liên hệ trực tiếp tôi qua cái số hotline trên màn hình để trao đổi. Nếu thấy cái nội dung tôi chia sẻ hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ qua những cái video mới nhất của tôi về tiến độ của dự án. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị.